Có lẽ ngày hôm nay chúng ta nói về câu chuyện bữa cơm gia đình đã có rất nhiều thông điệp mà tôi tin là đâu đó chúng ta đã nghe. Ai đồng ý với tôi điều này xin hãy đưa tay. Có rất nhiều thông điệp mà từ sáng giờ đâu đó mình đã nghe khá nhiều, xin vui lòng đưa tay cao lên. Đúng rồi, gần như 100%. Như vậy rõ ràng rằng chúng ta đâu đó được nghe rất nhiều về những cái điều để có thể gìn giữ bữa cơm cũng như hạnh phúc gia đình. Nhưng lý do thực trạng ngày nay vẫn có rất nhiều điều báo động là bởi vì giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta làm có rất nhiều sự khác nhau. Ai đồng ý điều đó xin đưa tay lên. Giữa biết và làm nó khác nhau. Vậy thì hãy giúp tôi một việc. Rõ ràng rằng đầu tiên chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng lý do thực trạng này là lỗi xuất phát từ trách nhiệm của ai ạ? Của chính bản thân mỗi người đang ở đây. Do vậy việc này rất quan trọng. Thời điểm nào mà ta vẫn còn đổ thừa cho những lý do khác thì chúng ta sẽ chưa có bắt tay hành động đâu. Do vậy hãy giúp tôi một việc nhé. Hãy giúp tôi quay sang hai người kế bên làm hai việc. Việc số 1, hãy bắt tay họ một cái. Việc số 2, hãy nói với họ: à thì ra thực trạng ngày nay lỗi là do mình. Nhưng nó ngắn gọn thôi. À, lỗi là do mình. Rõ chưa nha? Bắt tay cười tươi và nói với họ: lỗi là do mình. Bắt đầu đi. Ê, lỗi là do mình. Đấy, bắt đầu không khí tươi vui hơn rồi đấy. Nãy giờ là thấy hơi bị trùng nè. Bởi vì tôi bây giờ tôi phải kéo không khí lại. Rồi chưa? Xin cảm ơn. Ông bà ta hay có một cái câu ca dao rằng là nhọc công đi khắp Đông Tây, ai hay hạnh phúc ở ngay bên mình. Bây giờ mình chơi một cái trò chơi của học sinh lớp 1 nha. Bởi vì con nít đó, nó phát biểu một cách rất là tự tin, rất là hồn nhiên. Bởi vì đến thời điểm nào tôi và anh chị vẫn chưa có một niềm tin sắt đá rằng hạnh phúc ở ngay bên mình thì chúng ta sẽ vẫn chưa thực sự bắt tay hành động. Do vậy mình cứ chơi cái trò chơi con nít một chút xíu, mặc dù chúng ta đã lớn, đã trưởng thành hết rồi. Hãy cùng với tôi đọc hai câu này nhé. Bây giờ tôi sẽ đọc lại một lần nhé. Nhọc công đi khắp Đông Tây, ai hay hạnh phúc ở ngay bên mình. Bây giờ cứ đọc to ha. Tôi tin rằng ở đây có tới gần 300 con người lận. Ok, bắt đầu nhé. 1, 2, 3. Nhọc công đi khắp Đông Tây, ai hay hạnh phúc ở ngay 300 người, nhưng có vẻ như giống như có 30 người đấy. Lại lần nữa nhá, lần nữa nha. Lại nào. Nhọc công hãy quay sang hai người kia bên, bắt tay họ và nói: ở ngay bên mình. Làm đi, ở ngay bên mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin hỏi anh chị nào đồng ý với tôi rằng một trong những cái đích đến rất quan trọng của chúng ta trong cuộc sống này là bình an và hạnh phúc, xin vui lòng đưa tay. Xin cảm ơn. Vậy thì bữa cơm gia đình là phương tiện, hạnh phúc và bình an là đích đến. Như vậy chúng ta đang nói về cái phương tiện là bữa cơm gia đình. Tôi muốn mượn một cái câu chuyện để bắt đầu cho phần chia sẻ của mình. Câu chuyện này có thể một số anh chị em đã từng nghe, nhưng tôi muốn mượn lại bởi vì tôi nghĩ rằng không câu chuyện nào có vẻ thích hợp bằng câu chuyện này liên quan đến chủ đề này. Câu chuyện có tên là Cậu bé mù cầm đèn. Có một cái cậu bé mù nọ đến nhà người bạn của mình chơi. Bởi vì lâu rồi mới đến nhà người bạn này chơi, cho nên rất là hứng thú chơi mãi cho đến trời tối. Thấy trời tối rồi, cái thằng bạn kia mới bảo cậu bé mù: mày ơi, trời đã tối rồi, thôi mày cầm cái đèn này rồi mày lo mày đi về nhà đi. Cậu bé mù nó mới cười: mày khùng á, tao bị mù thì bây giờ trời sáng hay trời tối thì cũng thế thôi. Hợp lý không ta? Hợp lý, nếu hợp lý thì gật đầu đó, tôi biết hợp lý không mà. Hợp lý, à xin cảm ơn. Thế là cái cậu bạn này mới nói với cậu bé mù: mày đừng có lo, mày cứ cầm cái đèn này đi. Bởi vì khi mày cầm cái đèn này mày về nhà, bởi vì cái đèn nó sáng nên những người đi ở trên đường á, thấy mày cầm cái đèn họ sẽ né mày ra. Hợp lý không? Nếu hợp lý thì gật đầu chúng tôi. Hợp lý không? Hợp lý. Ok, cậu bé mù này cũng vậy, tự tin cầm cái đèn, bắt chạy ra đường. Chạy được một đoạn, bắt xe đụng. Cậu bé mù ngã lăn ra đường. Cậu bé mù tức lắm, ngồi bật dậy mới hỏi cái cậu kia: ê, cậu không thấy tớ đang cầm cái đèn hay sao mà còn tông vô tớ vậy? Cậu bé kia mới cười và nói: cậu bé mù ơi, đèn của cậu đã tắt lâu rồi. Có lẽ cái
ngày mà cậu bé chưa có ngọn đèn, mặc dù bị mù, cậu bé ấy vẫn đi rất là cẩn thận. Nhưng rồi bởi vì nghĩ rằng mình có cây đèn, mà cây đèn lại là một cái vật ngoài thân, nên cậu bé ấy đã có một cái niềm tin sắt đá rằng với cây đèn mình sẽ chẳng bị gì cả. Và cậu ấy đã bị vấp ngã. Nếu như tôi tạm ví, cây đèn giống như tượng trưng cho những cái được gọi là giàu có trong cuộc sống. Nếu tôi tượng trưng cây đèn cho những chức vụ trong cuộc sống. Nếu như tôi tượng trưng cây đèn giống như smartphone, điện thoại di động trong cuộc sống. Thiết nghĩ cây đèn không có lỗi. Lỗi là ở thái độ của người cầm đèn. Tôi sẽ phải nhắc lại. Thiết nghĩ đèn không có lỗi, mà lỗi là ở cái thái độ cầm đèn. Thái độ cầm đèn quan trọng hơn tất cả mọi sự. Tôi đang hôm nay đang chia sẻ với góc nhìn của một người dân bình thường. Tôi cũng có vợ, cũng có gia đình lớn, gia đình nhỏ. Thiết nghĩ vợ chồng tôi luôn có một động lực, cố gắng nỗ lực để tài chính có thể tốt hơn, con của tôi có thể được đi du học tốt hơn. Tôi đang sử dụng laptop của tôi, sử dụng điện thoại di động một cách rất hiệu quả. Những thứ đó rất giúp ích cho ta trong cuộc sống và công việc. Ai đồng ý với tôi điều này xin vui lòng đưa tay. Nói một phần nào đó giúp ích cho chúng ta một phần nào đó. Vậy thì những thứ đó tôi gọi là ngọn đèn. Ngọn đèn không có lỗi. Hãy lặp lại to giúp tôi cái vế sau nha. Ngọn đèn không có lỗi, nhưng lỗi là ở thái độ của người cầm đèn. Lặp lại nhé. Ngọn đèn không có lỗi, nhưng lỗi là ở thái độ của người cầm đèn. Vậy thì hôm nay xin mạn phép được chia sẻ 3 thông điệp rất ngắn gọn. Bao nhiêu thông điệp ạ? 3 thông điệp. Thông điệp số 1 sẽ liên quan đến câu chuyện hồi nãy. Một trong những thái độ cầm đèn rất quan trọng mà sư cô và sư Hồng Quế cũng như Đức Cha đã nhiều lần đề cập trong cái phần chia sẻ trước đó, đó là trong bữa ăn hãy chú tâm vào những chủ thể ngay tại giây phút hiện tại. Đối với tôi, có thể ăn cơm ở nhà của tôi vẫn rất thích đi ăn nhà hàng. Nhưng trong khi ăn nhà hàng, vợ chồng tôi vẫn trải qua những giây phút rất bình yên, rất hạnh phúc. Khi chúng ta thực sự chú tâm vào những chủ thể ở giây phút hiện tại, đó là một thái độ cầm đèn. Và khi ta thực sự chú tâm vào vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn hữu vào giây phút hiện tại, đó là lúc chúng ta đang thực sự trải qua bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Mà khi ta biết cách, giống như sư cô đã nói, khi chúng ta có một trí tuệ để có thể thưởng thức một bữa ăn gia đình đúng, thì đó sẽ là một phương tiện dẫn ta đến đích đến, đó là hạnh phúc gia đình. Đó là thông điệp số 1 của tôi. Được mấy thông điệp rồi hả? 1. Thông điệp số 2. Có một lần nọ sau khi tôi dạy xong, có một học trò là một cậu học trò mới hỏi tôi: thầy Tâm ơi, nếu như cho phép thầy được bình chọn 2 chữ đẹp nhất trong cuộc đời này, thầy sẽ bình chọn cho 2 chữ nào? Thế tôi mới nói, nếu như cho thầy được bình chọn với cái góc nhìn và suy nghĩ cá nhân của thầy, thầy sẽ bình chọn cho 2 chữ có tên là vì nhau, vì nhau. Bởi vì tôi nghĩ nếu như mình chỉ sống có một mình trong cuộc đời buồn á, ok, có thể nghỉ làm 6 tháng cũng được. Nhưng bởi vì đối với tôi, và tôi nghĩ rằng với rất nhiều anh chị em chúng ta còn những mối tương quan với ba mẹ, vợ chồng, con cái. Vì nhau ở đây xin đừng hiểu đó là một áp lực, mà vì nhau sẽ được hiểu trong một cái trí tuệ của tình yêu thương, những người đã hy sinh cho ta. Và khi ta biết vì nhau hơn, thì chắc chắn trong bữa cơm đó, họ đang ngồi đây thì vì họ, bạn phải thưởng thức bữa cơm cùng họ. Và khi ta biết vì nhau, ta sẽ cùng nhau. Và khi ta cùng nhau, ta sẽ xây dựng một bữa cơm gia đình hạnh phúc hơn. Và ngày hôm nay, thông điệp thứ hai tôi muốn nói, chúng ta sẽ không dừng ở mức độ chỉ có biết. Và tôi muốn nhắc đến 2 chữ có tên là cam kết. Tôi sẽ phải nhắc lại. Thông điệp thứ hai của tôi liên quan đến 2 chữ là cam kết. Có rất nhiều thứ để cam kết. Cam kết để điện thoại sang chế độ yên lặng trong lúc ăn. Cam kết đó là khi về nhà sẽ cùng chia sẻ bữa cơm gia đình, sẽ cùng chia sẻ việc chuẩn bị đồ ăn với vợ chồng, ba mẹ của mình. Tôi phải nhắc lại, nó không thể dừng ở mức độ biết, mà phải dừng ở mức độ cam kết. Có thể nhắc lại giúp tôi được không? Mà nếu như những gì chúng ta được nghe ngày hôm nay, nó cũng tiếp tục dừng ở mức độ biết sẽ không đủ, mà nó phải được nâng tầm lên ở mức độ
cam kết. Có thể nhắc lại giúp tôi hai chữ quan trọng ở thông điệp số 2 là cam kết. Thông điệp thứ 3, có lẽ để ra một cái bữa ăn gia đình nó sẽ có rất nhiều bước. Nào là mua nguyên vật liệu này, rồi nào là chuẩn bị này, rồi nấu ăn này, ăn rồi bắt đầu ăn này, rồi rửa chén này. Tôi ngày hôm nay xin đứng đây một cách rất mạn phép, tôi cực kỳ ủng hộ quyền của nữ giới. Tôi cực kỳ ủng hộ quyền của nữ giới. Và tôi cũng là một người đàn ông. Và tôi tin rằng khi người phụ nữ lập gia đình phải trở nên hạnh phúc hơn. Không thể có chuyện phụ nữ lập gia đình và rồi suốt ngày chỉ có cơm, nước, chồng, con. Vợ chồng ba mẹ của mình là muốn chết rồi, thêm ba mẹ bên chồng nữa. Xin hỏi những người phụ nữ đang là mẹ, đang là chị, hỏi thật, trong cuộc sống có những lúc bị quá áp lực và căng thẳng không? Nếu có xin vui lòng đưa tay. Những người đang làm mẹ, làm chị xin cảm ơn các mẹ, các chị và các anh, các chú, những người anh em là những người đàn ông ơi. Thông điệp thứ ba tôi muốn nói đến hai chữ là sẻ chia. Phụ nữ xứng đáng được hạnh phúc. Và hạnh phúc của phụ nữ là có một người đàn ông, một người chồng biết sẻ chia với người vợ của mình. Trong việc đi siêu thị, trong việc chuẩn bị thức ăn, trong việc lau bàn ăn, trong việc rửa chén sau khi ăn, trong việc cảm ơn vợ đã nấu cho anh một bữa ăn tuyệt vời. Vậy ba thông điệp tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Thông điệp số 1 đó, thái độ cầm đèn quan trọng hơn nhiều so với ngọn đèn. Thông điệp thứ 2 là hai chữ, phải cam kết gìn giữ. Và thông điệp thứ 3 là sẻ chia. Chúc ba điều đó tôi đang nhắc chính tôi và nhắc cho tất cả anh chị em. Xin cảm ơn ạ.